Bước đầu, Bộ Y tế cho phép 3 bệnh viện thực hiện mang thai hộ ở 3 miền, gồm Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 1 năm triển khai thực hiện, Bộ Y tế sẽ đánh giá và đưa ra quyết định về việc giữ nguyên hoặc bổ sung thêm danh sách bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, vì đây là vấn đề mới, bước đầu chưa có nhiều người nhờ mang thai hộ nên triển khai tại 3 cơ sở để quản lý tốt. Theo dự thảo nghị định, việc cho và nhận tinh trùng, phôi trên nguyên tắc vô danh giữa người cho và nhận. Người cho tinh trùng phải từ 18 đến 55 tuổi, người cho trứng phải đủ 18 đến 35 tuổi, người nhận cũng phải đủ 18 tuổi và không được tìm hiểu về người cho. Riêng về người cho và nhận noãn thì được phép biết nhau. Người nhận tinh trùng phải là người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh mà nguyên nhân vô sinh do người chồng, hoặc phụ nữ độc thân có nhu cầu sinh con. Tuy nhiên, về phía các chuyên gia y tế cũng còn tồn tại nhiều băn khoăn do mang thai hộ liên quan tới vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tới quyền và nghĩa vụ của nhiều người, bao gồm đứa trẻ, người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần quy định rõ ràng nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết hậu quả khi xảy ra tai biến sản khoa để đảm bảo quyền lợi cho người mang thai hộ, vì tai biến không lường trước được là nguy cơ thường trực trong ngành sản phụ khoa. Ngoài ra, nên dự liệu các biện pháp xử lý trong các trường hợp tranh chấp rủi ro xảy ra khi thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.